Ok, xin chào anh em. Trước đó thì mình đã có một cái video review cho anh em một cái con game chủ đề về Naruto. Con game đó hình như cái đợt đấy là tên là Konoha Legend of the Ninja. Nhưng mà rất là tiếc là cái tựa game đó thì trước đó chỉ có mỗi trên iOS thôi, lại không có trên Android. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta đã có cái tựa game này trên Android rồi. Con game này trên Android có tên đầy đủ đó là Ninja of Showdown thì phải, à, Shadow em nhé, Ninja of Shadow. Đấy, thì cuối cùng thì con game này cũng đã ra ở trên Android và chúng ta có thể là cày cuốc trên giả lập rồi. Chứ còn chơi trên iOS là cày như vậy thì nó sẽ khá là hao pin và lóng máy em nhé. Khi mà chúng ta chơi trên giả lập Android thì nó sẽ ok hơn rất nhiều. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ review cái tựa game này bằng Android và cũng gửi đến cho anh em link tải cái tựa game này. Chúng ta chỉ cần tải APK về chơi thôi, không cần phải tải trên Sharp Play làm gì cả. Còn anh em là muốn trải nghiệm cái tựa game ở trên iOS thì có thể là xem cái video tải iOS, mình cũng sẽ để cái phần mô tả của video, phần comment video cho anh em để anh em có thể là tải được trên iOS nha. Ở cái video trên iOS đó thì mình đã hướng dẫn chi tiết cách tải rồi, chi tiết 100% luôn anh em nhé. Android thì nó lại dễ hơn rất nhiều so với iOS. Đây là một cái con game chủ đề về Naruto. Nó là một dạng game, cũng là một dạng game gacha thẻ bài đấy, nhưng mà nó lại là kiểu cơ chế chiến đấu màn hình ngang. Các cái vị tướng của chúng ta thì sẽ chiến đấu màn hình ngang và xả chiêu, nói chung là xả chiêu loạn xì ngậu luôn. Nó không dạng, không phải là một dạng turn bay mà nó là một dạng nhập vai hành động. Nhưng mà nó lại có gacha và con game này thì cơ chế chiến đấu với lại hiệu ứng chiến đấu, hiệu ứng chiêu thức của nó rất là đẹp mắt anh em nhé. Đây là một con game chủ đề về Naruto, nói chung là nó cũng khá là hấp dẫn và thú vị, trải nghiệm nó cũng khá là sướng. Trước thì mình định chơi ở trên iOS cơ, nhưng mà thực sự là để mà ngồi cày trên iOS thì rất là khó anh em. Mình đợi cái bản Android ra mắt thì mình đầu mới cày anh em ạ. Chứ còn trên iOS thì thực sự là để mà cày được thì rất là khó em ạ. Ok, game này thì nó cũng sẽ có khá là nhiều gift code cho anh em nữa. Vượt qua ải 30 thì nó mới cho anh em nhập gift code à. Vậy là mình phải vượt qua cái chương 30 đã anh em ạ. Gift code của con game này thì nó rất nhiều em nhé. Còn quà thì mình không nhớ, cái bản iOS trước đó thì hình như là mình cũng đã có cái video, có cái đoạn nhập code cho anh em rồi hay sao ấy. Còn trên Android này thì không biết là code nó update mới hay không, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi phần cuối cái video thì mình sẽ gửi cho anh em bộ gift code dùng chung nha. Ở phần cài đặt thì nó không có cái phần setting đồ họa mặc định sẵn của game, nó đưa ra cho anh em mà anh em không cần là thay đổi được. Nói chung là game này nó cũng là cũng ổn, FPS thì nó cũng ổn, không đến nỗi quá là dưới 30. Cái này thì FPS của nó là dạng 30, hơn 30 một tí đấy, chứ không phải là dạng FPS 60 đâu. Về ngôn ngữ thì game hiện tại có 3 ngôn ngữ, gồm tiếng Đài, tiếng Trung và tiếng Anh. Không có tiếng Việt. Không biết là chưa có tiếng Việt hay là không có tiếng Việt nữa. Chắc là mình nghĩ là không có tiếng Việt đâu. Nếu mà có tiếng Việt tuyệt vời quá, nhưng mà mình nghĩ khả năng có tiếng Việt thì không cao. Nên là hiện tại chúng ta cứ tải nghiệm cái bản tiếng Anh thôi. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile, anh em hãy tải ngay Gear Porter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé. Với cái suy đoán của mình chơi rất là nhiều những cái dòng game kiểu về anime như này rồi, thì mình đoán đây là một cái con game tiếp theo của một cái nhà phát hành mà mình cũng chơi rất nhiều game. Cái con game nói chung là nó rất nhiều em ạ. Nếu mà anh em chơi nhiều game anime thì anh em sẽ thấy con game rất là quen thuộc của một cái nhà phát hành. Tại vì là cái màn hình login của nó rất quen thuộc luôn. Công nhận là cái nhà phát triển, nhà phát hành con game này người ta làm rất nhiều game anime và rất là nhiều game chất lượng em nhé. Mình nhìn cái màn hình đăng nhập mình đoán ngay ra được game của nhà phát hành nào. Tuy thế thì con game này cái điểm mà mình thấy quen thuộc của cái game của cái nhà phát hành này nha, đó là những cái con game của nhà phát hành này thì nói chung là nó nạp rất nhiều, nó rất là nhiều gói nạp. Và nếu mà anh em nào có tiền mà nạp được nhiều thì anh em sẽ mạnh thôi. Game của cái nhà phát hành này chủ yếu là pay to win anh em ạ. Nhưng mà nếu mà anh em mà vẫn muốn cày chay thì vẫn chơi ngon, vẫn chơi ok. Nhưng mà nó khó cho anh em và nó khác biệt so với những người nạp thôi. Đơn giản là như vậy thôi. Và con game này thực sự nó rất nhiều gói nạp. Nó nhiều dã man con ngan luôn anh em. Ôi.
Lần này là chúng ta sẽ phải đi, thực sự là bây giờ phải đi nhập cốt rồi đấy, chứ không nhập cốt là không đủ cái phần gacha đâu. Gacha của con game này, các cái vật phẩm để mà gacha được nó khá là khó kiếm anh em ạ. Game này nếu mà anh em nào nào những anh em nào mà yêu thích kiểu nó nhanh nhanh mà nó nhiều quà thì con game này sẽ không phù hợp cho anh em. Chết tiệt, chúng ta cần phải qua ải, và đương nhiên là để mà qua ải được thì chúng ta phải nâng cấp đã. Phải nâng cấp nó lên, do đó thì chúng ta mới có thể là qua ải và nhập gift code được. Up lên cái level 40 thôi. Tạm thời là như vậy. Ở đây có cái phần phần rebirth, nó là một dạng game ấn dạng một dạng reset tướng của chúng ta ấy. Thì chúng ta có thể là chơi nó ổn định hơn. Up lên cái level 20 nào. Tạm thời là như vậy anh em ạ, chứ chúng ta không thể nào làm gì khác được. Về phần cường hóa thì à không, đây là một dạng ghép. Một dạng ghép trang bị, nó là một dạng game idol rảnh tay nữa mà anh em. Nên là những cái tính năng của một dòng game idol rảnh tay nó rất là quen thuộc, và cái việc mà cường hóa hay nâng cấp hay là áp sao của con game này nó cũng rất là quen thuộc em nhé. Cũng là cần trùng rồi là nó nhiều cái thể loại. Nói chung là game cái mô típ dạng này rất nhiều. Và chơi thì nó cũng không có gì lạ lẫm cả. Nó chỉ là một dạng, nó kiểu nó biến tấu, nó khác bọt đi một tí ấy. Rất là ít những cái con game của cái nhà phát hành này. Mình không rõ là nhà phát hành tên là gì cả, nhưng mình chỉ biết là nhà phát hành này thôi. Nhưng mình không nói rõ được. Mình cũng không biết mà nói rõ anh em ạ. Muốn nói năm nhưng mà không biết. Thì những cái con game của cái nhà phát hành đấy thì nó nạp tiền là nhiều anh em ạ. Nhưng mà được cái là nó nuôi rất là lâu em nhé. Nó nuôi dai thực sự, sống rất là dai. Naruto thì game chủ đề của nó chủ yếu thường đó nha, thường nó là gacha, nó là dạng kiểu turn-based đánh theo lượt. Còn lại thì cái kiểu nhập vai chiến đấu màn hình ngang như này thì mình chưa chơi nhiều. Cái này hình như là một con game ở bên thị trường Trung Quốc của Tencent hay sao này. Nhiều anh em bảo đây là game của Tencent, và nó là cái bản global của cái tựa game đó, của cái tựa game ở bản Tencent đó, thì mình không biết có phải hay không. Mình cũng không update được cái thông tin đó anh em ạ. Anh em nào chơi cái tựa game này ở bên Trung Quốc rồi thì anh em hãy comment bên dưới giúp mình. Rồi, chúng ta có quà. Được cái của cái con game này nó khá là thú vị, đó là cái cơ chế đi ải của cái con game này thì cũng nhiều game khác có rồi. Có nghĩa là những cái ải thường nha, chúng ta có thể là ấn bỏ qua để nó chiến đấu nhanh được. Và sau đó thì đến một cái ải bot nào đó thì nó sẽ bắt anh em chiến đấu. Còn lại những cái ải khác, đây này, mình vừa đánh được 4 đến 5 ải thường rồi, là nó cho anh em bỏ qua nhanh chóng này. Còn đối với những cái ải mà chúng ta không thể nào bỏ qua được thì chúng ta bắt buộc phải chiến đấu. Thì cái này nó sẽ giúp anh em giảm cái thời gian chơi đi rất là nhiều, giảm cái thời gian đi ải rất là nhiều, và cũng dễ dàng cho anh em rất nhiều. Bây giờ thì mình sẽ cày cho nó nên được qua cái ải tầng 30, thì khi đó thì mình sẽ sâu gift code cho anh em nha. Ok, mình đã vượt qua được cái ải 30 rồi anh em. Và mình đã nhập cái gift code ở đây rồi. Ở đây là toàn bộ cái phần quà của cái bộ gift code. Gift code lúc đầu là 16 cái gift code nhưng mà bị hỏng mất 4 hay là 3 cái gift code rồi. Hết hạn rồi. Còn lại chúng ta chỉ còn 12 cái gift code dùng chung thôi. Đấy, đây là toàn bộ cái phần quà của nó này. Quà ở đây thì thực sự rất là chối tỉ. Để mà nhập được gift code thì anh em ấn vào cái phần quà ở đây. Sau đó thì ở phía dưới là cái phần redeem code nha. Lưu ý là phải qua cái chương 30 thì chúng ta mới có thể là nhập gift code được. Vừa nãy thì mình cũng gacha. Mình cũng gacha và có được một em cam ở đây. Đấy. Bây giờ thì nó lại có thêm được một cái phần quà nữa anh em ạ. Đây. Phần quà nữa đó là cái phần quà vượt ải này, cho 10 vé quay này. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục gacha tiếp. Quà tiếp này. Vẫn còn phần gacha tiếp này. Lưu ý là game này nó sẽ có ba phần gacha, gồm gacha kiểu xịn này, gacha thường với lại gacha bạn bè. Gacha thường này thì chúng ta sẽ có thể là dùng cái vật phẩm tiền tệ của cái tựa game này, đây là vật phẩm tiền tệ của cái tựa game để mà mua vé và gacha. Ở đây thì chúng ta cũng có thể là sử dụng cái về cái tiền tệ của game để mà gacha đây ở trong phần shop. Chúng ta sẽ mất 2.000 cái viên ngọc này để mà mua được 5 viên, thì nó đắt hơn so với cái chiêu mộ thường mất 1.000 ngọc. Không biết là tỷ lệ ra sao thì mình sẽ test sau. Mình sẽ bắt đầu gacha tiếp này. Cái hiệu ứng gacha cái này hơi mất thời gian thì mình sẽ skip qua nha. Để xem chúng ta sẽ có được cái gì. Tím này. Ủa. Được có một tím rồi à.
Mình thấy là cái tỷ lệ gacha của con game này hơi chát. Dùng vé thường gacha xem nào. 2 này, 3 này, 4 này, ui cam này. Vậy là ôi Naruto này. Rồi. Và vàng của nó là 3,6% à. Tím là 10%, xanh da trời là 21% và xanh lá cây là còn lại. Ok, chúng ta đã có thêm được một một cam nữa anh em nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi nâng cấp và cho vào đội hình thôi. Đây chúng ta đã có hai cam này rồi. Rồi, ok, đã nâng cấp tạm thời là như vậy và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi chiến đấu nào. Be friend à. Ok, ô, 10 vé quay luôn này, ngon. Tí nữa gacha xem thế nào nhỉ. Đi leo tháp đi. Mình phải thay thế cái đội squad đi phát. 1, 2 và 3. Rồi, đã có đội squad mới. Cái phần đi leo tháp này nó cũng sẽ có cái phần đó là chiến đấu nhanh. Nhưng mà đến cái ải, ví dụ như là nó có mốc là 5, 10, 15, 20 đây, thì nó sẽ bắt anh em chiến đấu trực tiếp. Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ, cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha.